Đây đây chị, qua đây nè chị. Ôi trời, có thiên bò nữa. Tới ngày thu hoạch rồi. Kiệt bao nhiêu tuổi con? 7 luôn. 17 à. Kiệt dở. Chắc là lần đầu tiên con đi lấy mụn hả? Lần 2.
Chị Kim về về tỉnh hả chị Kim? Rồi ở dưới đó 2 năm. Làm công tác gì vậy? Công tác gì? Công tác lần 2 năm trời. 2 năm làm không được thì trả nè, còn làm được thì tiếp. Dạ em cảm ơn chị Kim. Chị Kim ơi, nguyên viên chùa cũ 630. Em xuống dưới nó nguyên mời khách luôn. Hăng hăng kìa. Yên ơi. Yên ơi. Nguyên ở dưới. Chị Diễm, chị Diễm. Xuống lấy cái gheo cho con bé coi. Cái gì em? Con bé nó xuống dưới lấy cái gheo cho nó tính 550 cho mẹ em đi. Keo luôn là 550. Bà chị xài không biết chị. Khó tí con. Cố gắng là chỗ này hơi đau. Mụn nó nhảy lên như vậy á. Con đi với mẹ hả con? Chị con hả? Chị con tên gì? Trang. Trang. Hả? Trang. Đi nằm cái quên. Dạ. Đâu rồi? Còn quá trời nè, có quay video lại cho xem nè. Có muốn xem không? Lại đây xem nè. Nhìn là biết luôn. Dạ. Em tí. Chịu khó chứ. Tao thấy cho nó hết một. Rồi, đó, giỏi quá mày đang xong rồi. Cho cái bao tay đi em ơi. Mày chỉ tiếp vào chiếc bao tay. Cho cái tem luôn. Lấy giùm cái tem, lấy giùm cái tem. Hên quá, đi sớm. Này là gọi là chín tới đây, đúng thời điểm này, thu hoạch. Chứ không để lâu thêm tí nữa là nó viêm nó xẹo á.
Chắc mới xong như em ơi. Chói quá. Không chịu khó tới nha. Chói hả? Ok. Nhí với mày để cô lấy chỗ này cho con nha. Chói quá khó chịu. Không lấy chỗ đó nó mất thẩm mỹ lắm á. Đúng rồi. Ngay cái mặt mình. Rồi, nhé bên này nè. Hai bên đây mà không thấy là âm luôn. Nó sẹo hết hai bên này. Hãy subscribe
Dễ thương vậy luôn. Nên là nó nói bà ngoại thua nó. 5 tuổi à. Đừng ghé. Anh gặp nó, anh nói với mẹ nó chết thì nó nhỏ quá. Con xài ba tốt không có được. Thế nó nói anh sao biết không? Làm sao mà biết nhỏ mà làm không được. Trời ơi trời ơi. Nói gì? Chết sợi. Hai ráng con ráng con. Hay quá, qua đây sớm. Không thôi sẹo hết rồi. Này vừa đúng lúc. Vừa lúc đến đúng lúc thu hoạch vừa tới luôn.